Hi, xin chào tất cả các bạn. Chủ đề hôm nay xin được trả lời liên quan đến việc leak sàn. Việc Bi liệu có leak sàn hay không là vấn đề đã gây ra tranh cãi trong suốt những năm vừa qua giữa các pioneer với những quan điểm trái ngược nhau. Có người thì nói rằng Bi sẽ leak sàn, có người thì nói Bi sẽ không leak. Vậy thì sự thật đằng sau đó là gì? Thì hôm nay mình xin chia sẻ và làm rõ tranh cãi muôn thuở đó nha. Tựa theo đó, nội dung hôm nay cũng sẽ có 3 phần. Đó là Pi có team đã thông báo gì về việc Pi leak sàn và tại sao Pi nên leak sàn, cũng như là những cách hiểu sai về việc leak sàn. Ok, về phần đầu tiên, Pi có team đã có thông báo gì về việc Pi liệu có leak sàn hay không? Và để cho chắc chắn thông tin thì thông tin này nó phải dựa trên thông báo chính thức từ Pi có team, chứ không phải từ bất kỳ một pioneer nào nhận định. Bởi vì thông tin của Pi có team đưa ra mới là thông tin đúng nhất và chính xác nhất. Chính vì vậy mà thông tin liệu Pi Network có leak sàn hay không, nó cũng phải được thông báo chính thức từ Pi có team thì chúng ta mới có thể tin tưởng được. Pi có team đã có từng chia sẻ về việc Pi có leak sàn hay không rồi. Nó lại có trực tiếp trong phần điều khoản dịch vụ hay còn gọi là TOS. Phần này các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm trong ứng dụng Pi Network. Các bạn mở thanh menu dấu ba gạch ra, kéo xuống phần cuối cùng. Ở đây sẽ có phần TOS. Đây chính là phần điều khoản dịch vụ hay còn gọi là Term of Service. Đây được cập nhật lần mới nhất vào năm 2023 vừa rồi. Ngoài sách trắng ra thì Pi Network còn có chính sách bảo mật và điều khoản dịch vụ. Và trong phần điều khoản dịch vụ này, Pi có team đã nhắc đến việc Pi có leak sàn hay không. Và ở phần 7 là phần đại diện bảo hành và rủi ro. Chúng ta kéo xuống phần 7.5 sẽ có phần sự biến động của tiền điện tử. Thì ở đây chính là phần mà Pi có team đã chia sẻ về việc Pi có leak sàn hay không ha. Và để cho các bạn có thể hiểu được ngữ cảnh trộn vẹn thì mình xin đọc toàn bộ phần 7.5 này. Đó là sự biến động của tiền điện tử. Bạn hiểu rằng Ethereum và các công nghệ blockchain khác và các loại tiền tệ hoặc mã thông báo liên quan rất dễ bay hơi do nhiều yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn ở việc áp dụng, đầu cơ, rủi ro công nghệ và bảo mật. Bạn cũng thừa nhận rằng sau khi mainnet của Pi hoạt động hoặc Pi được liệt kê trong các sàn giao dịch, Pi sẽ có sự biến động tương tự và tùy thuộc vào các yếu tố tương tự mà các loại tiền điện tử khác phải đối mặt. Bạn cũng thừa nhận rằng chi phí giao dịch trên các công nghệ như vậy có thể thay đổi và có thể tăng bất kỳ lúc nào, gây ra sự tác động đến bất kỳ hoạt động nào diễn ra trên chuỗi khối. Bạn cũng thừa nhận những rủi ro này và tuyên bố rằng SocialChain hay còn gọi là công ty mẹ của Pi Network sẽ không thể chịu trách nhiệm về những biến động hoặc chi phí gia tăng như vậy. Như vậy, chúng ta thấy rất rõ ràng Pi Network đã nêu ra trong này là khi Pi hoạt động hoặc Pi liệt kê trên các sàn giao dịch thì Pi sẽ có sự biến động tương tự và tùy thuộc vào các yếu tố tương tự mà các loại tiền điện tử khác phải đối mặt. Phần này ý nghĩa là Pi Network khi OpenMainnet, Pi Network sẽ được liệt kê trên các sàn giao dịch. Vì vậy mà câu hỏi liệu Pi có được leak trên các sàn hay không thì câu trả lời là có nha. Vì đây, ở trong thông báo đã ghi rất rõ. Đây chính là thông báo chính thức từ Pi có team từ cách đây rất lâu rồi. Ngoài ra, cũng có thêm một ý nghĩa nữa cũng được hiểu sai rất nhiều. Đó là nhiều người nghĩ rằng Pi Network sau khi OpenMainnet sẽ có một giá cố định, không thay đổi gì cả. Tuy nhiên, đọc vào phần ở phía dưới chúng ta sẽ thấy đó là Pi sẽ có sự biến động tương tự và tùy thuộc vào các yếu tố tương tự mà các loại tiền điện tử khác phải đối mặt. Có nghĩa là dù cho Pi Network với tầm nhìn trở thành đồng coin phổ biến nhất trên thế giới với mang một mức giá trị ổn định, nhưng nó không thể đạt được ngay từ ban đầu mà nó sẽ đạt được khi mà Pi làm thành công sau này. Vì vậy mà sẽ có những giai đoạn giá Pi nó sẽ biến động. Đây, chúng ta thấy ở trong này họ nêu rõ Pi sẽ có sự biến động tương tự và tùy thuộc vào các yếu tố tương tự mà các loại tiền điện tử khác cũng sẽ phải đối mặt giống như Pi vậy. Cho nên khi mà đọc phần này, nó giải quyết hai vấn đề: Pi có leak sàn và Pi cũng sẽ có tính biến động, nhất là ở những giai đoạn đầu. Nên nhớ đây là những giai đoạn đầu nha, hoặc là chu kỳ giá thì chắc chắn sẽ có tính biến động, bởi vì nó tùy thuộc vào các yếu tố khác. Còn sau này nếu làm thành công thì có thể giá nó sẽ ít biến động hơn để nó trở thành một cái đồng coin trao đổi phổ biến nó dễ dàng hơn, như tầm nhìn mà Pi đã đặt ra. Mình mong muốn rằng thông qua đoạn này, các pioneer sẽ cập nhật những thông tin nó chính xác, chính thống từ đội ngũ Pi có team, dựa vào những thông tin mà Pi có team cung cấp. Rồi, tiếp theo mình sẽ trả lời câu hỏi tại sao Pi nên leak sàn. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng sàn giao dịch là một trong những nơi mà có thể giúp cho đồng coin đó được nhiều người biết đến hơn.
là phương tiện để giao dịch. Vì vậy, khi một đồng coin được các sàn giao dịch list lên, thì những thành viên trong sàn giao dịch đó cũng trực tiếp biết đến VNetwork. Đây là một mối quan hệ cộng sinh. Khi VNetwork được càng nhiều sàn list lên, nó đảm bảo tính tiềm năng, sự uy tín và sự lan tỏa của V. Đồng thời, nó giúp cho nhiều người biết đến V nhiều hơn thông qua các sàn giao dịch này. Vì vậy, đây là một điều tốt. Nó cộng sinh ở chỗ khi các sàn giao dịch cũng sẽ có lợi khi mà họ thu hút được lượng người dùng tham gia VNetwork vào các sàn của mình. Cho nên là cả hai bên đều có lợi từ việc mà VLix sàn. Vì vậy mà việc VLix sàn là một điều tốt. Sàn giao dịch cũng giống như một cái chợ để chúng ta chấp nhận, trao đổi và buôn bán V. Vì vậy, thì ngoài việc chúng ta có thể mua bán V trên hệ sinh thái của Vira, thì các nhà đầu tư khác người ta vẫn có thể mua bán V trên các sàn giao dịch. Cứ lan tỏa đến nhiều nơi thì sẽ được càng nhiều người biết đến. Đó mới là đặc tính của sự phổ biến. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người hiểu sai về việc list sàn, như là sợ rằng VNetwork list trên các sàn giao dịch sẽ bị thâu tóm, sẽ bị bán tháo, rồi nhận định rằng VNetwork là khác biệt nên không thể giống với các coin khác là phải list sàn. Tuy nhiên thì những nhận định này là những nhận định thiếu căn cứ. Thứ nhất, về việc sợ bị thâu tóm khi VList trên các sàn giao dịch, thì không phải đồng coin cứ list trên các sàn giao dịch sẽ bị thâu tóm. Có thể chúng ta lấy bài học từ Bitcoin khi bị các cá mập thâu tóm. Tuy nhiên, cứ không phải list trên các sàn giao dịch thì sẽ bị thâu tóm. Thâu tóm nó chỉ diễn ra khi nó không có những cơ chế bảo trợ cho đồng coin đó, cũng như có nhiều cá mập sở hữu một lượng quá lớn số lượng coin đó mà có thể tác động trực tiếp đến thị trường thì mới có thể thâu tóm. Vì vậy, việc list sàn hay không list sàn nó không phải là yếu tố trực tiếp liên quan đến việc liệu đồng coin đó có bị thâu tóm hay không. Thứ hai, về lý do sợ bị list sàn thì sẽ bị bán tháo, thì xin giải thích như sau. Bất kỳ một đồng coin nào nó cũng sẽ bị bán tháo. Ngay cả bây giờ khi P chưa open mainnet, đã có rất nhiều người bán P ra ngoài chợ đen. Đó cũng là một hình thức bán tháo với giá trị rất rẻ. Tuy nhiên, chúng ta nên làm rõ rằng không phải cứ bán tháo nó sẽ làm ảnh hưởng và tác động trực tiếp lâu dài đến thị trường. Bất kỳ một thị trường hay đồng coin nào nó cũng sẽ có bán tháo, nhất là những giai đoạn đầu hoặc là những giai đoạn mà giá trị của thị trường đang sụt giảm. Vì vậy, không phải cứ list sàn là P sẽ bị bán tháo, và cứ không phải cứ bán tháo là nó sẽ tác động lâu dài đến thị trường. Nó có thể tác động ở một khoảng thời gian ngắn, tuy nhiên nó không phải tác động lâu dài. Vì vậy, trong bất kỳ một thị trường nào thì dù có list sàn hay không thì đồng coin đó cũng sẽ có một cái giai đoạn bị bán tháo mà thôi. Nhất là ở giai đoạn cảm thấy sợ hãi, hoặc là đồng coin nhận tin tức xấu, hoặc nhất là những giai đoạn đầu. Thứ ba, nếu như mà B list sàn thì B đã giống các đồng coin khác rồi, mà B là phải khác biệt. Mình không đồng tình với ý kiến này, bởi vì trong phần chia sẻ của Bitcoin, trong phần điều khoản dịch vụ, họ ghi rất rõ P sẽ có tính biến động tương tự và tùy thuộc vào các yếu tố tương tự mà các loại tiền điện tử khác cũng phải đối mặt. Như vậy, chúng ta thấy là P cũng sẽ chịu những tác động giống như những đồng coin khác từ thị trường. P khác biệt ở chỗ P xây dựng hệ sinh thái, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là P cũng không được phép list sàn để cho khác biệt. Và sự khác biệt của một đồng coin như VNetwork không phải dựa trên việc nó có list sàn hay không, mà nó phải dựa trên việc chuẩn bị về hệ sinh thái đầy đủ để sinh ra tiện ích phục vụ cho người dùng, để phát triển một cách lâu dài với dự định và tầm nhìn dài hơn so với những đồng coin khác. Thì đó mới là long mạch để khiến cho dự án VNetwork thành công. Và đó là tất cả những giải đáp của mình liên quan xung quanh đến việc list sàn. Thì bây giờ các bạn đã có những câu trả lời chính xác về việc P liệu có list sàn hay không, cũng như tại sao VN list sàn, và xóa bỏ những quan niệm sai lầm liên quan đến việc list sàn. Và hy vọng rằng video này sẽ lan tỏa đến nhiều người hơn để giảm thiểu những thông tin sai lệch về việc list sàn và những thông tin thiếu chính thống. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.